Chương trình Phụ nữ ngày nay của Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Chương trình vẫn thường xuyên được cộng tác với tiến sĩ Xuân Đông như luật sư Trần Khánh Hưng. Mến chào hai bạn vào ngày đầu năm, ngoài đầu năm, ở đầu của năm 2023, chương trình này được thâu trong đầu năm của Quý Mão. Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, trước khi bắt đầu vào cái đề tài mà tôi nghĩ rất là thú vị, tôi xin giới thiệu vài dòng về tiến sĩ Xuân Đông. Thưa quý vị, tiến sĩ Xuân Đông có bằng tiến sĩ khoa tâm lý trị liệu, khoa học xã hội và hai bằng hành nghề tâm lý lâm sàng, chẩn định và chữa trị tâm bệnh. Cô hiện là giám đốc chương trình sức khỏe tâm lý của Southland Integrated Services. Cô cũng từng là trưởng phòng của khoa ngoại chẩn tâm thần cho vùng phía Tây của quận Cam và là giám đốc trị liệu của chương trình sức khỏe tâm lý công ty LA Care Health Plan. Tiến sĩ Xuân Đông còn là một diễn giả quen thuộc tại các trường đại học nổi tiếng, các hội thảo về sức khỏe tâm thần và các vấn đề liên quan đến tâm lý cộng đồng và xã hội. Trong quá trình làm việc và phục vụ cho cộng đồng thì tiến sĩ Xuân Đông được trao nhiều giải thưởng như là giải phụ nữ tạo thay đổi, giải thưởng phục vụ cộng đồng châu Á Thái Bình Dương, giải tương quan con người. Ngoài ra, tiến sĩ Xuân Đông còn được tờ Orange County Register chọn là một trong 30 người Mỹ gốc Việt nổi bật nhất trong năm 2004. Và điện thoại văn phòng của tiến sĩ Xuân Đông xin quý vị ghi lại là 714-620-7039, 620-7039. Và luật sư Trần Khánh Hưng, một gương mặt và tên tuổi quen thuộc cộng đồng chúng ta, có văn phòng nằm trên đường Brookhurst, góc đường McFadden, trong khu phở 54. Văn phòng của luật sư Hưng có sự cộng tác của các luật sư Việt Mỹ chuyên đảm trách về luật gia đình, những trường hợp ly dị đơn giản hay phức tạp, tranh chấp về tài sản, thăm nuôi cấp dưỡng con cái hoặc phối ngẫu và những trường hợp có bạo hành trong gia đình, tai nạn nghề nghiệp workers comp, hoạch định di sản, di trú, thuê mướn địa ốc. Và mọi thắc mắc xin liên lạc với luật sư Trần Khánh Hưng ở số 714-839-4077, 839-4077. Và thưa quý vị, có lẽ ai trong cuộc đời này cũng muốn có một ngoại hình xinh đẹp, dễ nhìn. Nhưng mà nếu lỡ sinh ra không có nét đẹp trời ban từ thuở lọt lòng thì chúng ta cũng được an ủi với câu ông bà thường nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, để ám chỉ sự quan trọng của nhân cách, tài năng hơn là bề ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, xã hội hiện đại thì mà nếu nước sơn không đẹp, không bắt mắt thì cơ hội để được người khác khám phá ra lớp gỗ tốt đẹp bên trong sẽ giảm đi ít nhiều. Và may mắn là với sự tiến bộ của ngành giải phẫu thẩm mỹ ngày nay, ai cũng có cơ hội được chỉnh sửa và sơn phết lại để có một lớp nước sơn đẹp đẽ. Hôm nay chương trình Phụ nữ ngày nay xin được làm bàn về ngoại hình xinh đẹp có được nhiều lợi thế và hạnh phúc trong đời sống, nhất là của phụ nữ hay không. Và câu hỏi đầu tiên dành cho Xuyến Đông là định nghĩa cái đẹp, ngoại hình là như thế nào mới là đẹp? em thì hồi trước em nghĩ là trước đây thì nói đẹp là nó lại phải lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, phải không chị? Môi trái tim, mắt bồ câu. Lại đó bồ câu rồi này kia rồi. Mặt trái xoan, V-shape. Rồi, bây giờ thì vẫn là V-shape rồi, còn phải là eo nhỏ như eo Ngọc Trinh ha, đúng không? rồi bây giờ là còn cái màng là rất là da trắng rồi tấm trắng rồi đủ thứ hết. Bên cạnh đó thì đây là những cái vấn đề mà phía bên ngoài ha. Nhưng mà với em thì em nghĩ cái người phụ nữ mà tươi á, mà cười nhiều và tươi và cái sự lành á và hiền nó tỏa ra, và cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng duyên dáng thì em nghĩ nó vẫn có sự thu hút nha đối với người đối diện. Thì em không biết, em nghĩ là mỗi người có một cái, và bên cạnh đó những người lớp trẻ sau này thì họ còn có cái khía cạnh mà gọi là tự tin nữa. Tự tin, cái sự tự tin và độc lập cũng làm cho người phụ nữ trở nên rất hấp dẫn ha, chứ không có chỉ là nhất thiết là, nhưng mà nếu mà có tổng cộng hết tất cả những điều đó thì lại quá tuyệt vời, đúng không? Nhưng em nghĩ là, nhưng ngay cả em nghĩ nha, có cả những điều đó chưa chắc người đó đã thực sự hạnh phúc. Chút nữa có dịp mình nói chuyện sau. Còn thì giống như là Xuyến nói là người phụ nữ là giống như là Nguyễn Du mà nói về cái sắc đẹp của Thúy Kiều đó, là gọi là gì, mây thua nước tóc, Thúy Vân chứ, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, hay đẹp như Thúy Kiều là làn thu thủy nét xuân sơn, hoa then đua thua thắm mà liễu hờn kém xinh. Thì không biết là anh, dưới cái góc nhìn của người đàn ông thì người phụ nữ đẹp ở ngoại hình nha, khoan nói về bên trong, cái đẹp ngoại hình của luật sư Hưng là phải có đầy đủ như vậy, từ mặt mũi cân đối, nét mắt mày ngài, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều chuẩn. Có nghĩa là cái tiêu chuẩn đó thì nó hơi khó đó. Yes. Nhưng mình thấy là cái đẹp đó nó thay đổi theo thời đại, đúng không? Yes. Tại vì nếu bây giờ mình ngó lại, mình xem lại từ những cái thời mà xa xưa, ngay cả bên Âu Châu,
thì cái nét đẹp của người phụ nữ lúc đó là một người phụ nữ gọi là có da có thịt, tức là mũm mĩm đó, tròn chỉnh đó, chứ không phải là phải giống như là supermodel mà mà phải gầy nhiệt gò, ăn để cho nó gầy gò đó. Tư. À, thành ra là đẹp thì nó có nhiều vẻ, nó có muôn màu và nó tùy theo mỗi người định nghĩa cái đẹp như thế nào. Tại vì có người thì có thể nhiều khi họ nhìn thấy cái mái tóc dài, họ không cần thấy mặt, chỉ nhìn phía sau thôi, cái mái tóc dài là họ đã mê rồi, mê cái dáng. Cho đến khi nào mà trực diện thì lúc đó thì có thể là hồi đó em với em đi học mấy đứa bạn em còn nói chuyện là đẹp, nét đẹp Van Gogh. Có nghĩa là cái tranh Van Gogh ấy, mình nhìn xa thì rất là ok, nhưng mình nhìn gần mình thấy nó lung tung quá. Gặp là chim xa cá lạnh mà mình là lạnh luôn á. Vâng, thì cái Hưng thơ nghĩ là giống như Hưng nói là tùy theo cái dân tộc nữa, yes. Tùy theo cái thời điểm của cái thế kỷ đó. Ngày xưa như người Bắc á, là da đen hạc huyền mới đẹp phải không ạ? Rồi mà, lông mày rất là mỏng, rồi người Mỹ là nhìn người cái đẹp Á Đông là mắt hí là đẹp hơn, mắt một mí đó là đẹp, còn mình là nghĩ là mắt phải to như bồ câu mới đẹp. Hoặc là thí dụ ở bên Phi Châu hay là những cái dân tộc thiểu số thì họ có cái vấn đề chẳng hạn như là cà răng căng tai, hoặc đeo kiềng để cái cổ cao lên. Thì thành ra là cái đẹp nó tùy theo cái thời đại mình sống và tùy theo cái dân tộc nữa. mình có cái câu là beauty in the eyes of the beholder. Đẹp tùy cái ánh mắt của người đó mình nhìn. Không, người nhìn cái đó mình cảm thấy. Mà nếu mà mắt nhìn của mỗi người mà nên được sửa lại, là nếu mà người đó mang sự bình an mà vui vẻ cho mình, hạnh phúc, là the beauty is in the heart of the holder, chứ không phải là the eye of the holder. That's true, that's true. Yeah. Nhưng mà cái đẹp giống như ngày nay á, cái thế kỷ 21 á, thì nó cũng đổi khác rất nhiều. Thì người ta từ dịu dàng e lệ, bây giờ người ta thích cá phụ tính. Nữ là mạnh mẽ, cá tính khỏe mạnh, chứ không cực, gọi là yếu đầu tơ như lúc đầu thân đã nói. Và vóc dáng khuôn mặt nó cũng thay đổi, mái tóc mà cái tươi mát, phải không ạ? Vui vẻ, dễ thương, tự nhiên, là người ta mới nghĩ là mình đẹp. Trong cái mấy người trẻ bây giờ đó họ cởi mở hơn. Còn cái bây giờ làm sao mình biết là mình đẹp? Bây giờ Hưng thơ biết là Xuyến cũng rất là xinh nè, Hưng là cũng là bô dai nè. Bây giờ có bao giờ mình cảm thấy là mình đẹp từ lúc nào? Tại bản thân Hưng thơ thật sự thú thật với hai bạn cũng như quý vị là Hưng thơ hồi nhỏ đó, Hưng thơ nghĩ là mình không có đẹp, xấu mà mập mà có mụn mà tùm lum, nên bây giờ ngay cả bây giờ nó ám ảnh mình, ai mà khen ủa Hương thơ xinh quá ngay gì là Hương thơ cũng hả thật hả, mình cũng không tin cái Hương điều đó. Lại khác là tại vì Hương đẹp tại vì mẹ Hương thường hay nói vậy. Đúng không? Thành ra là mình cứ tin mẹ mình thôi nhá. Nếu bố mẹ mình khen nói mình đẹp thì cái điều đó chắc chắn là đúng. Còn Xuyến thì sao? Em thì trước em giờ em không nghĩ là mình đẹp hay xinh gì cả đâu. Sau này khi mà mình thấy mình có tự tin hơn á, và mình thấy mình thích bản thân mình hơn, thì em thấy ô mình nhìn cũng được, cũng có cái nét và cũng có này kia, thì em bắt đầu em thấy vậy thôi. Chứ cái lúc mà mình không tự tin, mình còn insecure, mình còn rất là có nhiều cái sợ hãi trong cuộc sống này, em không cảm thấy là như vậy. Em không cảm thấy là mình cũng có người khen này kia, nhưng mà mình không bao giờ đồng ý với họ thì mình cũng không có nhìn ra đâu, và mình cũng nghĩ mình có nữa. Nhưng mà khi mà mình có tự tin hơn và mình thích mình hơn á, mình thích bản thân mình hơn, thì mình nhìn ra không phải là cái gì là lộng lẫy, cái gì là hơn người ta không có, nhưng mà mình chấp nhận mình hơn, và mình nói ô cái đó cũng ok, mình cũng thích cái này, mình cũng thích cái đấy thôi à. Thì nó là như vậy. Em nghĩ nó tùy theo cái tâm lý bên trong nữa. Hương thơ nghĩ là cái đẹp đó, đối với cá nhân Hương thơ là mình phải làm cho mình đẹp, nhưng mình phải sửa soạn, mình phải make up sao sang cho đúng cho nữa. Chứ nhiều khi không có make up như đi bơi đó, không vẽ mắt thì mắt nó nghĩ nó chắc nó tí tí như xíu. Mà người ta có mới hôm qua thôi, Hương thơ đang bơi thì gặp, ngồi trong sauna thì gặp một người Mỹ, họ gặp nói đôi mắt cô đẹp quá. Ừ. Tôi chưa gắn lông mì giả. Là cái người mình không có tự tin đó, mình nghĩ là mới ra đường mình phải có make up mình mới đẹp, còn không thì make up tầm thường, không có xấu nhưng mà cũng tầm thường, không có gì đặc biệt hết đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cái mà người ta thấy mình đẹp là chắc mình đi đâu mà người ta quay lại ta nhìn mình ha. People stare at you, không? Nhìn hay là liếc liếc hay là khen, hay là có nhiều người đi theo rồi. Lúc mình mới sinh ra đó, không biết Hưng thấy không, một đứa bé hay ngay cả cháu con mình đi, một đứa bé xinh đẹp được nhiều cái privilege, được nhiều cái đặc ân, được nhiều cái săn đón bảo bọc yêu chiều hơn. Hưng thấy trong nhà Hưng có thấy cái điều đó không?
chắc cậu út này là được cưng lắm mà, tại bé thật sự ra thì cũng đồng ý với Xuyến là tại vì ngay từ nhỏ có những lúc thì không tức là mình thiếu cái sự tự tin ấy. Thì mình không nghĩ là mình là cái người chẳng hạn như là đẹp trai hay là mình so với lại bạn bè thì vẫn có người hơn mình, hay là mình không có cảm thấy là mình nổi bật. Thì cũng như là Xuyến nói, phải qua một cái quá trình tới lúc nào đó thì nhận khi mà ra mình, ha? Mình nhận ra mình. Và ngay cả phụ nữ thì cũng vậy, cũng thấy là khi mà ở một cái tuổi thế là teen thì cái đẹp đó là cái đẹp ngây thơ, cái đẹp hồn nhiên, cái đẹp của tuổi học trò. Nhưng mà cái người phụ nữ mà đối với Hưng thì là quyến rũ, hay là một cái sắc đẹp mặn mà, thì khi mà cái tuổi nó phải trưởng thành hơn đó. Tại vì sao? Tại lúc đó đó nó bộc lộ thêm cái cá tính và cái sự thu hút, cái sự giao tiếp, cách nói chuyện, hay là cái sự tự tin, và nó làm cho họ cái sắc đẹp nó trở nên mặn mà hơn, nó sắc sảo hơn. Hương Thơ kể cái này không biết Hưng biết không, lúc mà làm ở Little Sài Gòn Rio, Hương Thơ chưa quen Hưng đúng không, nghe với cô tôi trời ơi con luật sư nào cao đẹp trai lắm. Cái ai chính là luật sư Hưng bây giờ mình ngồi đây thôi, người đó tên gì, luật sư Trần Cánh Hưng. Nên người đàn bà thì thường gây chú ý, người đàn ông mà nhất là cao ráo ha, chiều cao, có chiều cao rồi khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Mà Hương Thơ thấy người ta hay nói là phụ nữ là phải đẹp. Nên phụ nữ phải đẹp không à? Nên người ta cũng nói vợ đẹp con ngoan, hay là trai tài gái sắc. Thì không biết Xuyến nghĩ sao? Tại sao người ta nghĩ em nhớ có một câu nói là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình thôi. Đúng rồi. Là tức là ai cũng có cái đẹp cả, nhưng mà mình săn sóc mình để mình highlight những cái điều đẹp đó của mình. Có thể là cái sự duyên dáng, có thể là sự tươi, có thể là cái da đẹp, mà không cần là phải cái mặt phải xuất sắc, nhưng mà đôi khi là mái tóc đẹp hay là cái gì đó, là mình không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết săn sóc mình mà thôi. Ngày xưa là có cái câu mà công dung ngôn hạnh, trong cái bốn cái tứ đức của người Việt Nam, người phụ nữ ngày xưa theo Nho giáo đó, thì dung, thật sự lúc mình nghĩ là dung là phải, con gái là phải đẹp, phụ nữ phải đẹp. Nhưng mà thật sự nếu mình hiểu sâu, đào sâu hết, cái dung nó, cái đẹp nó còn có nhiều cái góc cạnh khác. Đẹp từ ngoại hình mà đẹp từ tính cách, từ tâm hồn, từ nội tâm. Vậy bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là ngoại hình đối với người phụ nữ thật sự có quan trọng không? Theo tâm lý của một chuyên gia tâm lý. Em thấy như này nha. Có cái câu là hồng nhan bạc phận á. Thì cái ngoại hình có thực sự đem lại cho phụ nữ hạnh phúc hay không, đó là một vấn đề. Em nghĩ là phải suy nghĩ kỹ nha. Tại vì đó, cái người mà mình đẹp á, thì cái người khác họ đến với mình, cái đối tượng đến với mình á, là vì nhiều khi là họ muốn cái đẹp của mình, chứ chưa chắc là họ thực sự hiểu hết mình là ai và họ thích mình là mình nha. Họ thích cái bên ngoài đó thôi. Và khi họ sở hữu cái bên ngoài đó xong, mà thực sự họ có thực sự thương mình hay không nó là chuyện khác. Hay là những người họ chỉ thích sở hữu những cái gì đẹp nhưng nó không phải là một cái gì thật, thì cái sự mà gọi là bị bạc đãi, hay là những cái trải nghiệm mà nó, hoặc là lợi dụng hay là vân vân á, thì nó dễ hơn, có thể là nhiều người sẽ theo hơn, có thể nhiều tình cảm hơn, nhưng mà cái tình cảm đó có thể không phải là những cái tình cảm thực sự là nó chín chắn và nó sâu, vì người ta vẫn đi theo cái thị hiếu của họ mà thôi. Thành ra là lại có những người họ không đẹp nha, nhưng mà lại họ có cái tình cảm, hay là có những cái quan hệ rất là sâu sắc, và cái người mà thương họ là thực sự thương là họ, chứ không phải là cái bề ngoài, chỉ bề ngoài không. Thì rồi cũng có những trường hợp có cả hai, nhưng mà em nghĩ cái câu mà hồng nhan bạc phận nó không có sai cho một số người nha. Và cái cuộc đời nó thực sự nó trân chuyên hơn với cái vấn đề này. Và em cũng chỉ mong là những người nào mà họ có sắc đẹp thì họ thực sự được thương cho họ là họ, chứ không phải vì chỉ vì cái bên ngoài đó mà thôi. Tại vì thực sự cái bên ngoài đó với thời gian thì nó cũng phù du thôi. Nhưng mà thực sự nếu người ta thương mình vì cái tính cách của mình và mình là ai á, em nghĩ là nó bền vững hơn, và người đó dễ, mình sẽ dễ thấy được cái hạnh phúc hơn. Bản thân cá nhân em thì không phải là gì là lộng lẫy cả, nhưng mà em nghĩ là em cũng có những cái trải nghiệm như vậy. Nhưng mà chị nói đúng là khi mà mình có một chút xíu bề ngoài, mình đi làm hay là mình làm bất cứ cái gì, mình có được những cái sự ưu đãi khác hơn là những người mà mình không có cái bề ngoài thì có, mình có một số cái đó. Nhưng điều đó, tất cả nhiều đó, ngay cả đối với em nhìn lại thì nó cũng là những cái viên gạch thôi, chứ nó không phải là cái nền tảng của cái cuộc sống hạnh phúc của mình.
Thì nói thật sự, nếu muốn làm thực tế, nếu mình làm người mẫu, muốn làm những cái việc như ca sĩ, ngôn viên hay là diễn viên, đẹp là một cái một trong những yếu tố yêu cầu, cũng như là, nhưng mà không biết Hưng nghĩ là cái trong cái vấn đề đi làm á, cái ngoại hình không cần phải đẹp nhưng mà nó tươm tất, nó thu hút, người ta cũng tin cậy hơn, người ta cũng thích hơn, tại họ nghĩ là người đó cũng phải chăm sóc bản thân họ, không? Đúng rồi. Đúng. Thì điều đó như là Hưng điều... mà mướn nhân viên vào văn phòng, Hưng cũng muốn một người có ngoại hình gọi là dễ coi, hay không? Đúng rồi. Tại vì cái ngoại hình của mình đó, nó là một trong những yếu tố đầu tiên. Ngay cả trong cái vấn đề mình chọn lựa, ví dụ như bồ bịch hay đối tượng, thì bao giờ nó gọi là một cái, nó gọi là cái first attraction, nó rất là quan trọng. Thì đó, cái thu hút đầu tiên khi mà mình có cơ hội mình sẽ tới gần và tìm hiểu cái đẹp bên trong của họ như thế nào, nhưng đó là cái phản ứng thu hút để cho mình tới gần người đó. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút và sẽ trở lại phần 2 để nói về cái đề tài phụ nữ và sắc đẹp, và có thể là cả nam nữa. Xin quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Hương Thơ xin trở lại với chương trình Phụ Nữ Ngày Nay cùng với tiến sĩ Xuyến Đông cũng như luật sư Trần Khánh Hưng, và chúng tôi đang nói về đề tài phụ nữ và sắc đẹp. Cũng như là Hương Thơ nói phần đầu, đẹp là cái nhu cầu tất yếu cho mọi người chúng ta trong xã hội hiện nay, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng có được vẻ đẹp như mong muốn, và nhưng mà đặc biệt với cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ làm đẹp thì càng ngày càng có nhiều người phụ nữ tìm kiếm cái đẹp qua việc giải phẫu thẩm mỹ, hay là bây giờ chụp hình dùng app ai cũng đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, đẹp hơn cả tuyệt vời. Thành ra là nhắc đây thì cũng có nhớ một cái chuyện ở Trung Quốc. Thì có một cô sửa sắc đẹp, rất là đẹp, lộng lẫy, về sau thì lấy chồng. Thì hai vợ chồng rất là xứng đôi vào lứa, nhưng mà cái đẻ con ra thì nó quá xấu. Thì ông chồng ông lại kiện cô vợ, là vì... Nhớ cái chuyện đó không? Thì bây giờ trở lại là bây giờ nếu người phụ nữ mà họ muốn sửa sắc đẹp, thì đối với đàn ông thì không dám nói chung, nhưng mà đối với phần Hưng Thơ thì nghĩ là cái điều đó hoàn toàn là bình thường. Ok. Là bởi vì sao? Là vì nếu mà cái điều đó nó tạo cho cái người phụ nữ cảm thấy là mình có thêm cái sự tự tin. Ok. Để mình đối diện với tất cả mọi chuyện, thì cái điều đó đâu có gì là sai. Cái đó mình vẫn thể làm được, cũng như và về sau này thì càng về sau này thì nhất là phía bên bên Đại Hàn, thì cái vấn đề mà sửa sắc đẹp nó không chỉ dành cho phái nữ mà ngay cả phái nam, về vấn đề da, nhất là về da, về tạo hình này kia, thì nó cũng rất là phổ biến. Thành ra là không biết là Xuyến với Hương Thơ có cùng ý nghĩa không? Là ở Đại Hàn có một cái thành phố đó là gần như là phụ nữ là trên 70% là sửa sắc đẹp hết. Và thực sự ra nó cái vấn đề mà giải phẫu thẩm mỹ cũng cứu được nhiều người lắm á. Những người mà họ, em vừa rồi thấy có một số cô ở Việt Nam mà họ bị những cái dị dạng hay là này kia, mà lúc mà sửa lại rất rất là đẹp luôn, rất rất là hấp dẫn luôn, thì thực sự là đổi đời của những người phụ nữ này luôn á. Thì em thấy nó cũng là một cái hay. Người ta có thể thay đổi với khuôn mặt, nhưng mà nếu thân hình mà nó không đẹp thì mình phải tập thể dục chứ, có hút mỡ mà mình vẫn ăn mỡ vào thì nó vẫn mọc lại, phải không? Nên cái điều đó mình cái khuôn mặt thì nhưng mà bây giờ người ta kéo dài chân ra cũng được á. Nghe nói người ta cũng kéo có chuyện đó có luôn. Và mình đã biết là đã có những cái trường hợp ở Việt Nam họ đã làm như thế. Nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện mà sắc đẹp đó, thì khi mình sửa sắc đẹp hay là mình có một cái ngoại hình tốt, thì cái điều đó dĩ nhiên là nó là một cái ưu điểm, có lợi thế cho mình. Nhưng mà trong một buổi nói chuyện với lại có một người đã nói với Hưng là kể cho là trong một cái cuộc sống hôn nhân, thì dĩ nhiên là khi mà mình đến với nhau thì nó là first attraction, đúng không? Tức là mình cảm thấy là mình thu hút nhau. Xong rồi mình mới tìm hiểu. Nhưng mà cái sắc đẹp đó, nếu mình ở với nhau, sống đời với nhau, thì qua một thời gian, qua một năm tháng, thì cái sắc đẹp thì nó sẽ tàn phai. Thì
cái một cái câu nói là người đàn ông đó thì cũng như là cái người đàn ông này nó nói là bảo rằng là I have to learn to fall in love with my wife over and over again, tức là yêu lại từ đầu. Thế mà nhiều người có thể nghĩ rằng ô tôi là xong rồi thì tôi chinh phục được cô này hay là chinh phục được anh này rồi, và từ đó thì nó sẽ có những cái rạn nứt, tại vì có thể là chỉ là sắc đẹp thôi nhưng mà cái tư tưởng, cái tâm hồn của mình nó không cùng một phía, mình không thể nào mình chia sẻ, tại vì khi mà trong cuộc sống hôn nhân là chia ngọt sẻ bùi, tất cả những cái không phải chỉ những cái gì mà gọi là vui nhưng mà những cái lúc buồn phiền, những cái lúc mà mình gặp những cái áp lực thì mình chia sẻ được với nhau, không có ngồi nhìn nhau nhìn thưởng thức cái đẹp với nhau thì lúc đó thì là cái nết nó mới tạo ra. Đa thành nhiều khi mình ông bà mình hồi xưa bảo rằng có cái nết nó đánh chết cái đẹp đó, nhưng mà cái nết chưa hiện ra thì đã ly dị mất rồi. Thì những lúc đầu thêm đó có ngoại hình hấp dẫn, có nhiều khả năng mình được tuyển dụng hơn là những người không có ngoại hình, vì họ tin rằng những người đẹp là khỏe mạnh hơn, theo một cái nghiên cứu survey họ cho thấy, và cuộc sống hạnh phúc hơn, tại họ đẹp thì họ hạnh phúc và đa số họ tự tin, thì họ có nhiều cơ hội trong học vấn, nhưng mà đi thi thì có nhiều khi ông thầy cũng thấy ông cũng hỗ trợ cho những học sinh xinh đẹp không, rồi công việc, rồi xã hội, rồi tình cảm. Như là mấy người xinh đẹp thì thường được có cơ hội lấy chồng đại gia, thường được kiếm mấy cô xinh dài phải không ạ, nhưng còn hạnh phúc hay không thì mình tính sau, là cái chuyện khác. Thì có một cái thăm dò hơn, tôi có tìm hiểu là trong năm 2015 cho thấy những người lao động hấp dẫn về ngoại hình kiếm được nhiều tiền hơn 15% so với những người được coi là kém hấp dẫn. Và trong 2016, những cái sinh viên nữ mà có ngoại hình đẹp thì có điểm cao hơn những người sinh viên mà có ngoại hình bình thường. Đó là những đặc quyền, nhưng mà nãy mình có nói đặc quyền của người mang sở hữu một nhan sắc đẹp thì nó cũng hai mặt. Sau hai lưỡi thì giống như mình nói là hồng nhan thì đa chuẩn. Những người hồng nhan mà nhiều khi thấy có nhiều người đẹp mà lắm mối, nhiều người theo quá rất là ngồi không, không có ai. Tại nhiều người theo đuổi rồi nhiều khi họ make a wrong choice, nó lựa chọn sai lầm thì lại không có hạnh phúc. Rồi họ lại bị gièm phe, bị ganh tị. Nhiều khi bị... Cái chuyện bị ganh tị, những người phụ nữ đẹp bị ganh tị, gièm pha bởi những người phụ nữ khác cũng nhiều. Nó có một cuốn sách gọi là... Này thì nghe thì nó có vẻ nặng quá, là Women's Inhumanity to Women, tức là cái cách ứng xử không có nhân bản của những người phụ nữ với nhau á. Mình trước đây thì mình nghe nhiều về mẹ gả con chồng, rồi hay là mình nghe về nàng dâu hả, nàng dâu với lại mẹ chồng này kia, nhưng mà thực sự cái chuyện xảy ra là ở trong học đường hay là ở trong chỗ làm, người phụ nữ với nhau, nếu mà phụ nữ họ không có tự tin và họ insecure hay là họ thấy cái người khác hơn mình cái gì gì đó, thì những người phụ nữ lại là những người hại nhau hơn. Và nó có một cái nghiên cứu thấy rằng là những cái người phụ nữ mà khi mà làm lãnh đạo á, thì và đặc biệt là những người mà có nhan sắc nữa, thì những người đàn ông họ có thể thử thách cái người phụ nữ đó, họ challenge cái người mà subordinates á, những người mà nhân viên á, ở dưới họ, có thể thử thách họ lúc ban đầu coi cái competency người này có đủ khả năng lãnh đạo hay không. Nhưng mà khi mà họ thử thách xong, họ thấy người này ok, họ tin rồi á, là họ let go và họ tuân thủ. Nhưng mà phụ nữ á, thì challenge cái người lãnh đạo của mình, mà người nữ á, thường thường trong những cái công ty á, nghiên cứu cho thấy là họ challenge thường xuyên, no matter what, khi mà họ đã có vấn đề và họ có insecurity, họ thách thức và họ không cho rằng người đó là giỏi hơn họ hay là này kia, vì cái thực sự nó là từ cái insecurity của họ, và họ vẫn tiếp tục không phục cái người phụ nữ đó. Phụ nữ với nhau á, lại là lâu dài hơn là người nam đối với người phụ nữ lãnh đạo đó. Em thấy cái research đó rất là interesting. Thì nhiều khi họ còn bị quấy rối tình dục nữa. Quấy nhiễu tình dục rồi hãm hại, stalking, bắt cóc, đẹp quá. Giống như là cái cô mà Pamela Anderson mà vừa rồi trên một cái Netflix documentary, thì cô đó lúc 12 tuổi đã bị hiếp từ một cái người acquaintance, một người đàn ông. Và cái cuộc đời của cô thay đổi từ lúc đó luôn. Và thực sự những người phụ nữ mà bệnh nhân mà em gặp, mà những người phụ nữ mà họ nghiện về scam, về nghiện chất nghiện á chị, gần như là đa số là họ bị sách nhiễu tình dục. Tức là nó trải qua một cái biến cố, cái trauma, mà chấn thương tâm lý mà nó có liên hệ đến vấn đề bị xâm hại tình dục. Thì cái điều đó thì và người ta còn so sánh những người đẹp quá là không có
đầu óc là e hết. Người ta rồi. Có một cái định kiến như vậy á. Em nghĩ trước đây thôi ha, bây giờ thì bây họ giờ lại thì... thấy những người đẹp lại là những người thông minh. Nha, nó cũng khó khác đi. Và nói chuyện ngày xưa thôi, là những người ngày xưa mà ví là nhan sắc khuynh thành, độ nước khuynh thành là làm hại cho vua, làm hại cho nước. Võ Tắc Thiên hay là Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu thật sự nhìn hình ngày xưa thì họ nói đẹp chứ bả nhìn hình thật sự không có đẹp. Và có lẽ cái đẹp ngày tại xưa. Vì sao? Tại vì Hương Thơ nhìn vào cái góc cạnh bây giờ. Rồi gọi là đẹp quá thì đàn bà đẹp cũng là cái mầm mống phản bội. Người chồng có vợ đẹp quá, người ta nói vợ đẹp là vợ của người ta. Thì rồi ông bướm bu quanh, nhiều khi người đàn bà đâu có muốn như vậy đâu. Mà như vậy cũng khổ, nếu gặp một người chồng họ rất là ghen tuông thì họ lại nghi ngờ rồi cãi vã rồi này kia, thậm chí có những người họ đánh đập nữa chỉ vì là mình có nhan sắc và họ insecure, họ sợ mất mình vân vân. Thì em nghĩ là nó cũng có hai mặt của vấn đề ha. Vâng, có nhiều người đẹp quá thì nói trời người này chắc sửa dữ lắm. Người một đẹp một cách hoàn hảo không lắm. Tin được không có tin, không thể nào tin được. Nhưng mà từ cái vấn đề mà tôi thấy ai cũng có khao khát được đẹp. Tại ngay cái việc chụp hình á, tôi thấy bạn nào rất là đẹp nhưng vẫn dùng cái app để chụp cho mình đẹp hơn. Nên không hiểu cái tâm lý đó là như thế nào ha, là mình không nghĩ là mình đẹp hay sao? Em nghĩ là vẫn là cái sự muốn hoàn hảo á. Em nghĩ là cái tiêu chuẩn mà muốn hoàn hảo á. Và mình nghĩ cái hình mình lên là ở đó rất là lâu. Thật ra là mình muốn có sự hoàn hảo nào là, đó. Tức là một cách nói khác là níu kéo thời gian á. Đây. Không, mà nói nhưng mà đến... nhưng mà phải... Nhưng mà nếu mà dùng app để chỉnh sửa thì tới một cái mức độ nào thôi thì có thể là chấp nhận được. Nhưng mà nếu bây giờ mình chỉnh sửa để cho người khác ngó vô hình hỏi là ai đây? Ủa, có nhiều cái app trên không ra. Có nhiều người bạn nói họ đứng chung không thấy nhận ra tôi. Mẹ tôi cũng nhận ra tôi. Nhưng mà có nhiều người họ bị ám ảnh về cái đẹp. Họ bị giống như có lần trước Thơ với Hương có làm một cái show mà không biết có Xuyến không, nhưng không có Xuyến, với chị Thái Hà. Là có một người họ addicted to làm đẹp. Yes, em trong cái ngành của em thì nó gọi là body mà dysmorphic disorder đó. Thì cái đó là những người mà họ sửa nhưng họ luôn luôn không thấy sự hoàn hảo của bản thân. Họ cứ tiếp tục họ sửa, họ không có cảm thấy hài lòng với những điều đó và addicted to cái vấn đề giao kéo, thậm chí rồi từ từ có những người họ ghiền thuốc giảm đau luôn á chị. Qua những cái cuộc giải phẫu như vậy. Tôi có một người bạn rất là xinh, còn trẻ lắm mà cũng như bị giống như addicted to với sự sắc đẹp. Cổ bị nhanh một tí là cô kêu người ta chích Botox liền. Riết cái mặt nó cứng đơ luôn, không còn là cổ nữa. Chứ ngày xưa trẻ quá chứ đâu cần phải sợ nhanh không? Mình mới cần. Mà giờ cổ nó là tội nghiệp quá, không biết làm sao. Có đó có là vấn đề tâm lý đâu. Yes. Definitely. I have a lot to do. Nãy giờ mình nói về cái vấn đề insecurity, nói về mình... Có những người họ không chấp nhận họ là họ, thậm chí ghét, thậm chí hận, thậm chí không thích mình, vân vân. Và cái đó nó không có đến tự nhiên như vậy đâu. Nó đến từ cả cái trải nghiệm sanh ra và lớn lên và cái sự mà có được yêu thương, chăm sóc và trân quý hay không. Có những người họ bị abuse nhiều nữa. Thành ra là cái nhìn của họ về bản thân nó không có cái tự tin. Và thật sự là cái tâm lý nó bị tổn thương rất là thẩm thấu á. Nó không phải là chỉ bề mặt, em nghĩ là nó phức tạp hơn nhiều. Đưa đến cái tình trạng đó là chưa kể sau khi mà mình giải phẫu xong, rồi mình bắt đầu mình ghiền cái sự hoàn hảo, rồi ghiền cái thuốc đau, rồi ghiền nhiều cái ritual. Cái thuốc giảm đau mà ghiền. Dạ, cái thuốc giảm đau cũng, dạ, có nhiều người ghiền cái đó nữa. Và cái ritual, tức là những cái nó trở thành cái thói quen, nó trở thành một cái nếp sống luôn. Thành ra là nó trở nên bất thường đối với những người bình thường khác. Và có cái trong ngành của em nó gọi là body dysmorphic disorder. Cái đó có chữa được không ha? Với đầu tiên là người đó phải sẵn sàng nhìn thấy là mình có vấn đề nha. Thực sự những người có vậy họ không nghĩ là họ có vấn đề. Và khi cái người họ nghĩ họ không có vấn đề thì bây giờ họ không muốn làm gì thì mình cũng không khó để mà họ in denial, tức là không phủ nhận cái vấn đề đó của mình thì rất là khó chữa. Và thực sự khi mà đến cái tình trạng như vậy không chữa không có dễ, nó cần rất nhiều thời gian. Cái là những cái trường hợp thì những cái cô model thì để mà giữ cho cái thân hình như vậy
thì họ cứ phải nhịn ăn, hay là thèm ăn quá thì ăn xong rồi phải làm sao để cho nó có những anorexia. Anorexia là những người mà cái weight của họ nó under 80% của cái weight bình thường ha. Và thực sự họ không ăn đến cái độ mà cơ thể của họ, cái cơ địa của họ nó cũng thay đổi luôn, và nó đưa đến tình trạng nguy hiểm về sức khỏe. Thành ra nếu mà tụi em gặp những người mà eating disorder, mà anorexia như vậy, là phải làm việc với bác sĩ y khoa và phải theo dõi rất là thường xuyên, vì cái vấn đề này nó có liên hệ đến sự sống chết của người đó. Cũng như là cái cô Carpenter đó. Đúng rồi. Cái cô là chết cũng vì anorexia, là không có ăn. Và có phải đúng là những người mà mang chứng bệnh này thì nhiều khi mà họ ngó họ trong gương thì họ vẫn có một cái cảm giác là họ mập quá. Đúng. Hay họ là... bị distorted. Yeah. Họ cái distorted perception của họ nha. Mình ở ngoài mình thấy như vậy nhưng mà chính họ không thấy điều đó. Và cái não trạng nó thay đổi đến độ mà họ chỉ thấy cái gì mà họ muốn thấy là nó xấu hay là nó mập quá này kia, thì nó bị distortion. Rồi cũng có những người nó gọi bulimia, thì họ không có đến cái tình trạng là quá ốm, nhưng mà họ vẫn có cái thói quen họ ăn xong họ móc cổ, họ ói ra, ăn rất nhiều, rồi xong rồi họ cứ binge eating như vậy. Và hai cái tình trạng này là mỗi lần mà gặp là cũng vì vấn đề beauty, về vấn đề mà bây giờ các bạn trẻ, bây giờ thanh thiếu niên á, những người thiếu niên trẻ ở trong high school á, có những bạn gái á là không ăn rồi mặc đồ rất là rộng rộng để cho mọi người không thấy là mình quá ốm, nhưng mà thực sự là nhịn đói nha, và không chấp nhận cái hình thể của mình. Hương Thơ thì ngược lại, lúc mà sinh con mình cứ tưởng mình còn size 2, mình cứ mua đồ size 2 mình mà không vừa. Mà nhìn gương, ôi thôi sao mà mập vậy, mình vẫn còn size 2. Không giờ chấp nhận sự thật là mình bị mập. Thưa quý vị, đến đây một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút và sẽ trở lại với phần 3 trong chương trình Phụ nữ ngày nay với đề tài Phụ nữ và sắc đẹp. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình Phụ nữ ngày nay với tiến sĩ Xuân Đông, luật sư Trịnh Khánh Hưng và Hương Thơ xin được trở lại với phần 3, và quý vị đang theo dõi đề tài ngày hôm nay rất là thú vị, đó là phụ nữ và sắc đẹp. Thì Hương Thơ có nói chuyện với một người bạn, anh là một nghệ sĩ, nhạc sĩ, và anh có nói là nhan sắc phụ nữ là một cái tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Và mỗi người phụ nữ đều có một cái nét đẹp riêng, độc đáo riêng của họ, và không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không thấy là mình đẹp, không thấy nhìn thấy cái đẹp của mình thôi. Và người đàn ông mà có khả năng và tâm hồn sẽ biết chiêm ngưỡng cái đẹp của người, cái nét đẹp riêng của người phụ nữ đó. Và giống như là anh nói là mỗi dân tộc đều có một cái nét đẹp riêng, giống như người Phi Châu, người Á Châu, người Âu Châu. Thường ta không biết tại sao người Á Châu mình cứ phải giống lai mới đẹp không ạ? Phải cao, mắt to, mũi cao, môi trái tim, mặt trái xoan, trắng. Mà trong khi đó mình lại nói là nếu mà da đen quá là không đẹp. Nhưng thật sự người, anh nói anh có đi học chung với một cô bạn học người Phi Châu, mà bắt đầu anh thấy trời đen quá, anh không thấy đẹp. Nhưng mà khi ngồi gần và làm quen, đã tiếp xúc cổ, anh mới nhìn ra một cái nét đẹp rất là đẹp ở nơi cổ. Yeah. Mà không có theo cái tiêu chuẩn mực thước như mình đặt ra đó, con người đặt ra đó. Thì anh nói nhiều khi, anh thấy nói vậy, cái đẹp của người đàn ông nhìn người đàn bà thu hút ở điểm nào. Thì anh nói là có thể là cái một rồi, có thể là cái giống như cái nụ cười, cái ánh mắt họ nhìn qua cái cổ cao như người Nhật đó, họ thấy cái người đàn bà cổ mà có cái cổ dài cao đẹp, cái gáy đẹp á, là đẹp, người phụ nữ đẹp. Rồi mái tóc, rồi cách họ liếc, họ nhiều khi giống như là đắc kỷ ho gà, những cái gọi là mỗi lần mà cổ có một cái tiếng gì đó là mà hay tiếng cười của cổ làm cho ông vua ông yêu. Đại khái là như vậy. Như là em thấy như là high fashion á, là những người mà supermodel mà trong high fashion á, mà những người Á Châu á, cái nét rất là cá tính, nhưng mà nó không phải là cái nét truyền thống mà mình nghĩ đâu. Có thể mắt rất là nhỏ, mặt rất là góc cạnh, và nó lúc mà lên hình này kia nó cái beauty nó nằm ở trong cái nghệ thuật á của cái người chụp á. Thế nên em thấy như là bây giờ có nhiều cái sắc đẹp á, những người trẻ sau này nó cũng khá là đa dạng, nó không tất nhiên có một số người thì nó đi theo cái khuôn mẫu của đại hàng, nhưng mà rồi em cũng thấy có những người có những cái nét đẹp rất là lạ, và họ accentuate những cái đó được, họ highlight những cái đó được. Vậy
em thấy nghệ thuật nó vẫn là ở cái chỗ make À, đúng rồi. up. Thì bây giờ Và ngay cả mà khi mà sửa sắc đẹp đó thì nhiều khi mình thấy là nó cũng phải tùy theo vùng nữa. Tại vì một số vùng thì chỉ có một số bác sĩ thẩm mỹ thôi, thành ra dần dần mình thấy là chữ em đi ở ngoài bô xa nó hơi giống nhau nhiều. Tại vì giống như là cùng cùng mẹ cùng cha sinh ra. nhưng mà không biết là Hương Thơ nói về vấn đề khi mà người bạn của các anh bạn của Hương Thơ mà thấy được cái nét đẹp của cái người phụ nữ châu Phi thì cái đó là một cái điều rất là hay, là vì mình đã vượt qua được cái stereotypes, Yes, đúng không? cái Tại định. vì thí dụ chẳng hạn như mình sống ở Việt Nam thì mình định nghĩa là ok, cái đẹp của người Việt Nam là nó phải thùy mị, nó phải dịu dàng, nó phải thon thả, đẹp với mái tóc, đẹp với lại tà áo. Rồi thí dụ như chẳng hạn mình không thể nhìn được cái với lại một cái người dân tộc khác theo như vậy. Ngay cả mà ngay không phải mà chỉ nói về nước ngoài thôi, mà ngay cả trong nước mình cũng có sự gọi là phân biệt giữa stereotype với lại Bắc Trung Nam, cái đẹp, đúng không? Thành thử ra là cái đó nó phải cần thời gian, và khi mà mình sống một cái cách thoáng hơn, cách nhìn của mình nó rộng hơn thì mình sẽ thấy được là ai cũng có một cái vẻ đẹp hết nhé. Và cái vẻ đẹp của thế kỷ 21 ngày nay đó, thì hiện thực anh hỏi mấy người trẻ đó thì họ thích cái vẻ tự tin đầy sức sống. Rồi người phụ nữ mà càng có công việc ổn định ha, Cá tính. rồi điều kiện kinh tế tốt, gia đình hạnh phúc, thì họ toát lên một cái đẹp là thư thái, tự mãn ha, rất là tự tin, nên nó thu hút lắm, Dạ, em attractive nghĩ lắm. như cách đây 5 năm thì ở Việt Nam chọn một cái cô hoa hậu Hờ Hen Nhiên. Ồ, Hương Cô Thơ rất là thích là cô Hờ đó. Hen Nhiên và cô là một người dân tộc Tây Nguyên ha. Nhưng mà cái lúc mà đi lên sân khấu mà đi thi Miss Universe á, phải nói ngoài thực sự cái hình tượng, cái hình thể hình của cô rất là khỏe đẹp, nhưng cái đẹp nữa là cái người mà coaching cho cổ, bị cổ cắt cái tóc ngắn làm cho cổ thực sự rất nổi bật. Nó không phải là những cái mái tóc dài sexy giống như là những người mà Khuôn thường mẫu thấy đó, khuôn khuôn mẫu mẫu đâu, đó. và cái khuôn mặt của cổ cũng không phải là da không trắng nha, nhưng mà nó rất là cá tính, và cái sự tự tin và những cái sự dễ thương của cô làm cho cổ lần đầu tiên nước Việt Nam mà cổ vào trong top 5, Nổi trong bật. cái sự nổi bật trong top 5 của Miss Universe, là đi hoa hậu toàn cầu mà cổ vào top 5, rất cái đó vô được top 10 hay là top 20 là đã rất là khó rồi, cổ luôn vào top 5 và người ta chụp lại những cái như là cái nhóm mà gọi là Miss cái nhóm làm báo gọi là cái gì đó, Miss gì đó em không nhớ, người ta chụp lại cái hình của cổ lúc mà cổ đi trên cái catwalk mà cổ quay với cái áo màu vàng á, mà Mỹ á, khắp thế giới họ chụp lại cái hình đó. Và em nghĩ cái sức sống của cổ và cái sự tự tin của cổ và cái cá tính của cổ thực sự là nó rất là nổi bật trong cái lần đó, em thấy rất là tuyệt vời. Và cho đến bây giờ Hờ Hen Nhiên vẫn là một trong những người đẹp mà đối với em thấy là em rất ngưỡng mộ với cái đẹp của cổ, Hương Thơ rất là thấy đẹp nhưng của mà bây cổ. giờ ở đây thì anh phải chia sẻ một điều này, tại vì anh có anh bạn để nói đó về cái cách nhìn về cái nét đẹp của phụ nữ cũng như là của đàn ông. Thì nói về phụ nữ đó thì về 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 cách nhìn đến cái nét đẹp đó thì nó thay đổi. Phụ nữ thì là hay thay lòng đổi dạ, trong khi đàn ông đó thì chung thủy. Thì bây giờ thì Hương share cái này với lại Hương Thơ, với chị Xuyên, với Lại lại nói quý vị xấu phụ nữ chúng tôi. ha. Rồi nhưng mà cái này để xem coi là quý vị nghĩ sao. Thì là cái câu là phụ nữ thay lòng đổi dạ thì 18 tuổi đó thì thích trai đẹp, trai lãng mạn, 25 tuổi thì thích đàn ông có việc làm tốt, 38 tuổi đó thì thích người đàn ông có địa vị, 48 tuổi thì thích đàn ông biết quan tâm, đúng không? Đó, còn đàn ông chúng tôi thì muôn đời chung thủy, 18 tuổi thích gái đẹp, 28 tuổi thích gái đẹp, 38 tuổi thích gái đẹp, 48 tuổi thích gái đẹp, và 68 tuổi vẫn thích cái đẹp, thấy không? Thành ra quý vị nghĩ sao, đúng không? Đó, tức là thích sâu như một. Bởi vì em thấy thương cho người phụ nữ lắm luôn á, là tại vì cái xã hội luôn luôn focus on cái đẹp, nên phụ nữ spend rất nhiều tiền về quần, về áo, về make up, thẩm mỹ rồi đủ thứ hết rồi. Thành ra còn phụ đàn ông với phụ nữ nhìn cái người đàn ông họ không nhìn ở cái bề ngoài, họ nhìn có cái tính cách anh này như thế nào, ảnh ra sao, ảnh Đúng độc lập rồi. ra sao này kia, và chỉ nhìn cái đó thôi. Nên ảnh
anh chỉ cần sạch sẽ nghĩa là đừng có quá nghĩa là bê tha lạc hậu quá, sạch sẽ và chỉnh chu một chút thôi là đã có thể được hấp dẫn đối với phụ nữ rồi. Thành ra em nghĩ cái standard của xã hội đối với phụ nữ rất thực sự nó vẫn còn rất là khắt khe, và chính người phụ nữ đã, em nghĩ nha, đã tự ganh đua với nhau, và chính cái sự ganh đua đó nó lại làm cho cái tiêu chuẩn về sắc đẹp của người phụ nữ nó lại càng khắt khe hơn nữa. Chứ thực sự ra phụ nữ làm đẹp á là chỉ đẹp, có nhiều người là chỉ để đẹp hơn người khác, chứ hẳn vì người đàn ông họ thích điều đó. Và người đàn ông có thể họ cũng không có nghĩa là quá nhìn về cái khía cạnh này, nhưng mà chính người phụ nữ đôi khi mình lại làm cho cái tiêu chuẩn của mình nó lại trở nên khắt khe cho mình hơn nữa. Đó là cái suy nghĩ rất là chủ quan của em, nhưng mà em thấy nó xảy ra rất là nhiều. Và gần đây đấy thì em thấy là ngay cả trong giới fashion của nước Mỹ, Victoria's Secret, thì yes, họ cũng đang thay đổi cái cách nhìn, yes, về cái vẻ đẹp. Thì mình thấy là hồi xưa là mình thấy là Victoria's Secret models, ok, phải ốm, phải đẹp, rồi như là mang cánh thiên thần đi catwalk. Nhưng mà mình thấy là thời gian gần đây thì họ thay đổi và họ chú trọng vào cái vẻ đẹp của những người mà không ốm, không mảnh mai, yeah, mà là đẩy đà tí xíu. Đẩy đà tí xíu. Yeah, yes. Đó, thì đó là một cuộc cách mạng. Thì chưa biết là tương lai sẽ trả lời là cuộc cách mạng nó có thành công hay không. Tôi thấy hơi bất công cho phụ nữ. Đàn ông là thích công dung ngôn hạnh, phải nấu ăn ngon, rồi phải đẹp, phải nói chuyện dễ thương, phải có tâm hồn, đủ thứ đây thì mới toàn diện, phải không ạ? Đúng, đúng, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng cũng có những người đàn ông họ cũng không phải đòi hỏi như vậy đâu. Cái đó là xã hội mình nghĩ ra vậy, và nhiều khi phụ nữ mình cũng đòi hỏi mình bản thân như vậy chứ. Thực sự cái người đàn ông thực sự mình lành và mình healthy, cái mình mature và mình thực sự thương họ thì em không nghĩ là nó quá như vậy. Nhưng mà thực sự chính là nhiều khi chính bản thân của mình cũng đặt để cho mình quá khó khăn với những cái tiêu chuẩn. Nói về cái sắc đẹp thì mình như đối với Hưng nói đó, cũng như cái chia sẻ với câu cái người mà bạn Hưng nói bảo là cái câu là mình phải learn để mà mình fall in love again. Thì cái điều đó trong cuộc sống hôn nhân thì nghĩ nó rất là đúng, là bởi vì mình không phải là bởi vì mình đã có nhau rồi mà mình lơ là, hay là mình để cho cái sắc đẹp của mình nó phai tàn đi, mà mình vẫn phải có một những cái nỗ lực để trong cuộc sống đầu tư và mình chinh phục lẫn nhau, để mà mình thấy là dần dà là mình yêu người vợ mình hay mình yêu người chồng mình không phải bởi vì cái ngoại hình nữa, mà bởi vì mình yêu cái tâm hồn đó, mình yêu cái con người của họ, cái cuộc sống của họ, cách sống của họ. Thì cái đó thì nó mới làm cho cái cuộc hôn nhân nó được bền vững. Vâng, thì đó là cái nét đẹp nội tâm mà người đàn ông cũng mong chờ ở người phụ nữ. Người ta nói tâm sinh tướng, tại vì cái đức tính mà tốt, cần cù, chịu thương, chịu khó, hy sinh cho chồng con, thương yêu chồng con và tốt với mọi người, nó cũng làm cho cái tướng người đó, người đàn bà nó toát ra một cái năng lực rất là tích cực, positive. Còn một cái quan trọng nữa là cái vẻ đẹp trí tuệ. Yes. Không, Xuyến, người đàn bà mình cứ lo lắng cái bề ngoài mà không có gọi là upgrade, nâng cấp cái knowledge của mình. Nói có nhiều người đàn ông họ cũng nói câu là ồ nhìn cái người đó đẹp quá, nhưng mà mở miệng nói chuyện ra cái họ không có duyên hết duyên. Yeah. Thành ra là cái trí tuệ em nghĩ rất là quan trọng trong vấn đề thu hút, hấp dẫn được cái người đối diện mình. Yeah. Thì người ta nói là cái trưởng thành của người đàn bà đó, người đàn ông lại thích cái vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên ngày xưa nó gọt rũa dần dần qua năm tháng, nó hết vô tư nhưng mà nó lại mặn mà và hiểu biết, thì người đàn ông lại rất là attract, là được thu hút nhiều hơn, phải không ạ? Còn cái vẻ đẹp tâm hồn là phải có trái tim đẹp, có lòng chung thủy sát son với chồng, hiền dịu từ ái, thì tất cả những cái đó nó không phải nằm trong cái gương mặt ta mà còn nằm trong trái tim và tâm hồn của người đó. Thì đó là những cái điều mà em cứ biết quan trọng lắm. Những người đàn ông, có những người đàn ông thích cái sự trẻ con. Trẻ con không phải là hồn nhiên, trẻ trung á. Trẻ con không có nghĩa là kiểu như mà ăn vạ theo kiểu mà không có sự trưởng thành, nhưng mà những cái vui á, những cái trẻ con mà giữa sense of humor này kia thì họ cũng sẽ rất là quý những điều đó. Và em nghĩ cái đó ai cũng cần những cái rất là vô tư như vậy. Và bây giờ thì xin đúc kết những cái điểm quan trọng để mình nghĩ là một người đẹp, người phụ nữ đẹp đòi hỏi như thế nào trong cái đề tài hôm nay, xin mời Xuyến có thể đúc kết lại. Em nghĩ ngày hôm nay cái vấn đề phụ nữ đẹp nó vẫn là ở cái tâm. Như nãy giờ chị nói, cái tâm từ hoặc là cái cách sống của họ, cái sự hiểu biết của người phụ nữ đối với người đàn ông em nghĩ rất quan trọng nha. Và em nghĩ là
không phải gì đó với bây giờ nếu không phải là với cái người partner của mình, em vẫn nghĩ là cái sự tươi tắn xinh xắn và em vẫn nghĩ là cái sự săn sóc bản thân. Nhưng em nghĩ cái đẹp nó vẫn nằm ở chỗ nữa là như cái người phụ nữ họ thích chính họ đó, họ quý chính họ, thì em nghĩ là cái đó nó có thể tỏa ra để cho người khác cũng có thể thích họ. Chứ nếu một người phụ nữ mình có thể mình đẹp, mình có thể có những bề ngoài nhưng mình không thích chính bản thân của mình, nó sẽ thể hiện qua cái lời ăn tiếng nói, cái cách ứng xử của mình, cái cách mình sống với bản thân của mình, thì điều đó nó cũng không đẹp, không, nó không phải là điều đẹp. Nên em nghĩ, em vẫn nghĩ trở lại vẫn là cái liên hệ của người phụ nữ đối với bản thân của họ và cái sự chấp nhận và nhìn ra, giống như nãy giờ chị nói là nhìn ra cái đẹp của mình để săn sóc những cái điều đẹp đó cho nó tỏa sáng. Xin mời Hương. Đối với Hưng thì Hưng đồng ý với lại những điều Xuyến nói, nhưng mà có một điều là Hưng nói thêm là như thế này, tại vì khi mà mình dĩ nhiên là cái người mà mình chọn, cái đối tượng của mình thì không thể nào là một cái người hoàn hảo, là không thể nào một cái người supermodel, mà cái người mình chọn thì nó sẽ có những cái khuyết điểm. Và bao giờ mình đến với nhau đầu tiên đó, là cũng qua một cái physical attraction, tức là mình phải thích cái ngoại hình người đó hay là thích cái gì về người đó để mà mình tìm hiểu, khám phá thêm. Và sở dĩ thân nghĩ là một số những cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ là bởi vì sau khi mà cái nét đẹp ngoại hình nó lu mờ đi, hoặc là sau khi mà mình sống chung với người đó hay là thành hôn, thì mình cảm thấy là không có một cái sự kết hợp ở đây vấn đề về vấn sự chia sẻ, về vấn đề tâm hồn, thành nó đi đến cái dạn vỡ. Thành thử ra trong cái cuộc hôn nhân của mình thì mình vẫn cần phải có một cái nỗ lực từ hai phía. Cái nỗ lực đầu tiên là chính với bản thân của mình, là mình làm đẹp cho chính mình, và mình tự mình phải có một cái sự tự tin và self respect. Nó không phải là vấn đề tự tin không, mà mình phải tự trọng mình Tự nữa trọng mình. đó, và mình phải biết tôn trọng cái người người bạn của mình, đó là người bạn gái hay là người vợ hay là người chồng hay là bạn trai, thì cái đó mình phải có những nỗ lực đó, thì cái vẻ đẹp và cái cuộc hôn nhân hay là cái relationship đó nó mới bền vững. Sở dĩ mà nếu bây giờ mình chẳng hạn một cái người quá đẹp đi mà đến với mình, thì mình không biết là cái người đó đến với mình bởi vì lý do nào, và mình cũng lâu nào cũng mình cũng sự lo sợ là không biết như vậy thì là cái anh đó hay cô đó ở với mình bao lâu đó. Thành ra là tôi nghĩ là cái vẻ đẹp mình không thể nào nói rằng cái tiêu chuẩn nó phải là có những yếu tố này, mà cái vẻ đẹp đây là nó là muôn vẻ muôn màu và nó tùy theo mỗi người để mình định nghĩa ra đối với mình ai là đẹp, và mình nên có một cách nhìn phóng khoáng hơn về cái sắc đẹp, tại vì nó như là Hưng Đơ vừa nói, cái đẹp về trí tuệ, cái đẹp về nội tâm, thì thật sự ra thì dần ra theo thời gian thì cái nết nó không những đánh chết mà nó sẽ thay thế luôn cả cái đẹp cho con người. Em thích lắm. Còn một chuyện nhanh em định nói nữa là nếu như người nào mà mình thích cái người đẹp á, thì mình cũng phải tự hỏi với mình là mình thích người đó vì cái đẹp của họ hay là mình thương người đó vì Cái vì là tính của họ. họ nha. Và phải thức là tìm hiểu điều đó chứ không thì cũng khổ cho họ mà cũng khổ cho mình khi cái đẹp đó nó không còn là sự hấp dẫn nữa. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Xuyến cũng như là sư Hưng. Nói tóm lại thì thưa cũng sẽ tóm tắt hai cái ý tưởng của hai bạn, đó là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết rằng mình đẹp. Và dù có được một ngoại hình tuyệt mỹ thì cũng không thể tồn tại mãi với thời gian như là Hưng nói. Nhưng dù ở độ tuổi nào, Hưng thưa nghĩ rằng phụ nữ cũng đừng quên phải luôn chăm sóc bản thân để có sức khỏe tốt và giữ gìn ngoại hình tươm tất. Hương Thơ làm đủ thứ chuyện, từ làm facial, làm móng tay, tập thể dục, bơi lội và ăn uống cho kỹ càng thì mới giữ cái sức nặng của mình vừa đủ. Hương Thơ nghĩ rằng cái đẹp của người phụ nữ chính là sự hài hòa giữa bề ngoài và nội tâm. Có một nội tâm phong phú, tốt lành, tự nhiên người phụ nữ cũng trở thành duyên dáng đầm thắm hơn. Bởi thế người xưa Hương Thơ sẽ nhắc lại tướng tại tâm sinh. Mong các chị em phụ nữ hãy luôn luôn tự tin là chính mình, giống như Xuyến nói là luôn trau dồi, không ngừng để cải thiện bản thân cả về ngoại hình lẫn tri thức. Quan trọng là mình phải được là mình, chấp nhận yêu thương bản thân của mình để được tỏa sáng, để được tự tin và đẹp trong mắt mọi người. Chương trình Phụ nữ ngày nay đến đây xin được kết thúc và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.